bảo là không cần phải dán phim cách nhiệt á. Đây này anh em xem này. Đây, vào đây em này. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Kính nguyên bản từ nhà máy đây là kính trắng như này nhá. Đấy, cái tất cả đều là kính trắng. Và khi mà dán phim, và khi mà chưa dán phim anh em nhìn thấy không? Nó khác gì một cái ở ngoài, ở như anh em nhìn từ ngoài vào sẽ không có độ riêng tư. Và thứ hai là sẽ không có độ cách nhiệt, đi rất là nắng nóng với trời thời tiết Việt Nam hiện nay thì em nói anh em như ngồi trong này không khác gì cái lò tôn di động luôn nếu anh không dán phim vào. Mà đây là gói phim gì ạ? Đây là đang dán cho một chiếc xe Toyota Fortuner cái gói phim 3M. Đây là cái dòng cao cấp nhất của 3M anh em nhá. Thì đối với cái dòng phim này thì là dòng phim chính hãng và bảo hành cho anh em lên đến 10 năm. Đấy. Dòng phim cực kỳ xịn nha anh em nhá. Đây là kỹ thuật viên của bên em đang sấy và thi công để vào form kính lái. Nhiều anh em dán phim thì anh em cứ nghĩ là cứ đặt lên đấy xong rồi dán là cứ thế là dán vào thôi, nhưng không phải anh em nha. Đây trải qua rất là nhiều công đoạn tỉ mỉ, như là kính cong thì phải sấy phò phim vào làm sao cho cái lượng nhiệt đúng đủ yêu cầu, không được quá cao, không được quá thấp, hoặc là không được, nói chung là đây là cái chuyên môn kỹ thuật của anh em dán phim. Còn đây là anh em đây đang dán cái phần phim kính sườn đây. Anh em thấy sau khi mà kính sườn vào thì đây là đang lấy, em đang cắt lấy form. Còn nếu dán là dán ở bên trong. Thì trước cái với cái kính mà đã áp phim lên và cái kính chưa dán phim thì anh em nhìn thấy hoàn toàn sự khác biệt. Đấy, đen tối hơn, đảm bảo độ riêng tư hơn và cách nhiệt tốt hơn. Đấy. Anh em nào mà lấy xe mới nhá mà chưa có phim nhá, hoặc là đang đi mà cảm thấy rất là nóng nhá, thì qua ngay Akala Thái Nguyên để bên em test cho bác xem những cái dòng phim của bác đang dán là những dòng phim gì, có tốt hay không, có chất lượng, có đảm bảo hay không, có chống được những cái tia cách nhiệt hay không, tử ngoại hay không, tia UV hay không. Còn anh em dán ở đâu ạ? Tại Thái Nguyên thì qua ngay Akala Thái Nguyên.